thì hỏi nè, người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải, nhưng người lớn đó là không phải cha của người bé. Hỏi người lớn là ai? Dạ là mẹ. Xin chúc mừng mẹ. Chính xác. Để tóc bù xù như vậy, mẹ có biết con mắc cỡ lắm không? Con mắc cỡ với bạn gái con lắm, con mắc cỡ với mọi người lắm. Các con à, bình thường các con có ganh tị anh em mình không? Chúc con kính mẹ buồn lắm. Xưa vẫn hiên quạnh cô nhiêu vò vò một góc vườn như nhớ nhung buồn tuổi. Con ta ước chờ một lần được nhìn thấy hình bóng của cha với giọng nói chính vừa chiều mến, nhưng giờ đây hình ảnh đó chỉ là những giấc mơ. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc